Phát triển các sản phẩm đặc trưng, làm quà tặng, quà biếu phục vụ cho thị trường du lịch là một trong những định hướng trọng tâm trong chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP của Đà Nẵng trong năm nay. Vì vậy mà thời gian qua, nhiều sản phẩm OCOP có thứ hạng cao đã được đưa vào quảng bá tại các chuỗi siêu thị, chợ điểm trên địa bàn thành phố, nhất là trong mùa du lịch này. Các chuỗi siêu thị, cửa hàng đặc sản trên địa bàn thành phố thường có liên kết với các tour du lịch nội địa. Vì vậy, đây thường là những nơi dễ tiếp cận với khách du lịch. Qua tìm hiểu thị trường, cùng với chủ trương của ngành công thương, nhiều chủ thể OCOP của Đà Nẵng đã liên kết, phối hợp với các nhà phân phối để trưng bày, quảng bá hết các sản phẩm của mình. Hiện nay, gần 100% các sản phẩm OCOP Đà Nẵng đã có mặt trong các chuỗi siêu thị cửa hàng đặc sản như thế này. Theo mình nghĩ thì giá cả nó luôn đi đâu với chất lượng. Thì ở bên Hương Đà của mình thì mình cũng có xem qua một vài sản phẩm. Những đặc sản nó là thương hiệu nổi tiếng của vùng miền đấy. Hoặc là mình sẽ chọn những cái sản phẩm mà nó là lâu năm trong ngành này, nó có uy tín. Thì thực chất thì cái một vài dòng về thị trường chung ấy, vì nói chung thì cái mức giá mình thấy nó hoàn toàn phù hợp với cái chất lượng hiện nay của bên mình. Hy vọng rằng những cái sản phẩm của Đà Nẵng được khách du lịch đánh giá cao, và không những ở trong nước nhưng mà khách du lịch quốc tế cũng có cơ hội để biết được rằng Việt Nam có những sản phẩm rất là tốt và lan tỏa được giá trị của sản phẩm Việt Nam ra nước ngoài. Tiếp tục lan tỏa hiệu ứng từ chương trình xây dựng các điểm bán và giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng tiêu biểu của Đà Nẵng do Sở Công Thương Đà Nẵng triển khai vào đầu tháng 4 qua. Các chợ điểm du lịch của thành phố như chợ Hàng, chợ Cồn, chợ Đêm Sơn Trà tiếp tục kết nối thêm nhiều sản phẩm OCOP có chất lượng cao, mở rộng thêm quy mô gian hàng trưng bày để phục vụ du khách trong mùa du lịch này. Với tinh thần là quảng bá giới thiệu những cái sản phẩm đặc sản vùng miền cũng như chất lượng bao bì vân vân đối với khách du lịch. Thì quay hàng quay này mới khai trương lại vào ngày 2 tháng 4 và cũng được sự quan tâm của sở thì giới thiệu rất nhiều công ty của thành phố Đà Nẵng cũng như miền Trung mà chuyên sản xuất những mặt hàng OCOP tới đặt hàng kỹ gửi ở đây. Được sự chỉ đạo xuyên suốt của Sở Công Thương và cũng như công ty về cái bán cái sản phẩm OCOP thì tại cái gian hàng của các chợ cũng có những chợ chân đang xây dựng và ban quản lý chợ còn cũng đã triển khai với cùng với hội Liên hiệp Phụ nữ và trưng bày cái sản phẩm OCOP và giới thiệu các cái sản phẩm trên gian hàng phụ nữ để chúng ta đem đến cho du khách biết được những cái sản phẩm mang chất lượng thương hiệu của OCOP. Theo kế hoạch quảng bá sản phẩm OCOP trong năm 2023, thời gian tới, ngành công thương Đà Nẵng sẽ tiếp tục hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp mới của chương trình OCOP, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã. Với các sản phẩm đã có chỗ đứng trên thị trường, sẽ định hướng xuất khẩu, xây dựng thêm các dòng sản phẩm mới để nâng cao sức cạnh tranh.